Thank you.
được sánh đôi cùng với Bụi Luân, hoặc thật sự ra một cái lời nói vui mà rất là xúc động. Thì nói thiệt hả? Quý vị biết là Luân thì luôn sợ, luôn lo, là bởi vì xuống một lúc mà mười mấy kg thì nó rất là mệt. Nếu như chúng ta dùng những cái loại mà nó không rõ nguồn gốc, rồi chúng ta có thể dùng những cái loại mà chúng ta ăn kiêng, rồi chúng ta uống những cái loại trà mà không rõ nguồn gốc, thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của mình nó mất đi cái sức khỏe. Thế là Luân tìm tòi ở trên mạng các loại hạt. Các loại hạt nó có thể giúp cho cái cơ thể mình nó đầy đủ chất. Thì Luân đã có một cái clip, và Luân clip vào đó Luân chọn những cái loại hạt, tất cả những cái loại hạt để xay ra và mỗi ngày cho người mang qua cho Phương Lê uống. Thì phải nói là lúc đầu thì bạn ấy uống, nhưng mà bạn ấy phối hợp với ăn. Nhưng mà Luân mới nói là thôi bây giờ nếu như em xuống một lúc 15kg thì nên ngưng ăn tinh bột. Bởi vì quý vị biết là Phương Lê lần nào livestream cũng để một dĩa đồ ăn, đúng không? Nhưng mà khi mà uống sữa này rồi đó thì Phương Lê bắt đầu mới là nghe lời Luân là không ăn và uống. Và quý vị biết là mỗi ngày Luân phải xay những cái loại hạt đó, tìm những cái loại hạt đó và Luân xay ra, Luân làm cái thức uống mang qua cho Phương Lê uống. Thì rõ ràng xuống cân, quý vị, xuống cân. Và từ đó Luân có cái ý tưởng là Luân phải ra một cái loại sữa hạt để cho thứ nhất là cho Phương Lê đúng xuống đúng 15kg để tỏ tình với Luân. Và thứ hai nữa là Luân cũng chia sẻ với cộng đồng, chia sẻ với tất cả những người yêu thương của mình, khán giả lâu năm, những người đã mến mộ của Luân trong suốt thời gian cũng mấy chục năm. Và Luân biết là các bạn nữ bây giờ có những cái nhu cầu muốn xuống cân, muốn giảm. Đùa thôi quý vị ơi, chắc có lẽ là không cần nói quý vị cũng biết rồi, đúng không ạ? Quý vị biết chưa ạ? Biết rồi kìa, biết rồi, khỏi nói ha quý vị ha. Mời Đức Anh, Đức Anh. Quý vị biết là trong cái suốt thời gian mà một năm mấy qua thì Luân và Phương Lê có những cái sóng gió, và cạnh đó thì cũng có những cái sự yêu thương, những cái sự mến mộ của tất cả quý vị trong và ngoài nước yêu mến cặp đôi của Luân Phương Lê. Cho nên là Luân đã tìm hiểu và thống nhất với nhau là Phương Lê đã nhận lời làm người bạn trăm năm của Bụi Luân. Và vừa rồi thì quý vị thấy là Luân và Phương Lê cũng đã có một cái buổi đính hôn, tuy là không có rầm rộ, không có mời họ hàng hai bên, nhưng mà trong cái buổi lễ đính hôn đó với những người em, những người bạn đã chứng kiến, và Luân cũng đã đăng hình ảnh của mình trên các trang mạng và báo chí chính thống đã chia sẻ về cái đêm đính hôn đó. Luân hy vọng là sắp tới nữa thì Luân và Phương Lê sẽ nắm tay nhau, mình sẽ có một cái buổi ra mắt với lại fan hâm mộ của mình và gia đình hai bên. Đó là một cái lễ cưới. Sẵn đây thì quý vị chúc mừng được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, nhưng mà Phương Lê nói là anh ơi, nếu mà mình cưới nhau thì khi nào GP thành công thì mình mới cưới nhau. Cho nên là Luân cài quý vị ơi, Luân cài dữ lắm. Cho nên là hôm nay đã có những cái sản phẩm và đã dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết, dành bỏ hết tất cả những cái show diễn ở xa để tâm huyết và cho ra đời những cái dòng nước hoa để có một cái buổi ra mắt ngày hôm nay. Thì chắc có lẽ là Phương Lê cũng em cũng nói một lời nào đó với lại khách hàng của mình, những người yêu thương mình. Quỷ đen nha quý chị. Quý vị biết là mỗi khi mình luôn chuyển khoản cho ai tít tít là liếc liền, là liếc liền, tôi thấy rồi đó. Nhưng mà em cũng không có tin 100% đâu.
Ủa, vậy mình ngồi ở đây để mình bóp phốt nhau hả? Mọi người thích điều này đúng không? Dạ rồi, xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Phải nói là hai chị quá tình cảm quá đúng không ạ? Và Lê là một cái người phụ nữ mà sẽ cùng với Vũ Luân đi đến suốt cuộc đời. Đó là ý luôn thôi nha. Còn ý người ta là luôn không biết á. Chừng nào có bên gồ đi rồi tính. Vâng ạ, có thể nói là sau những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy chị Phương Lê là một người phụ nữ rất là ân cần.